Ai à, ra lên ba. Round 1. Fight. Ba yếu thế. Ra lên 4 đi anh em ơi. Lên 3 hơi yếu. Ông này cố gắng lên cả team 3 sao xong rồi luôn con Garen 4 đi anh. Garen 3 ở đâu hút? Là vì đấy. Chưa muốn nhắc đầu si lắm. 27-52 là sinh nhật vợ mình em ạ. Để tên 272. Phải ghép tắt lửa thôi, nhà này mạnh quá anh em ạ. Cái gì đấy, ông này đặt tên hay đấy nhở. Con cúc Te from Việt Nam à. Con cúc hả. Con cú, cú Te from Việt Nam. Nhà này vãi lìn thế. Flex, flex xong rồi xoay mấy cái bài 4 tiền đấy, bài 4 tiền anh up nữa. Cái lối chơi của anh là như thế. Anh đánh thấy hiệu quả, em nhìn lịch sử đấu là biết rồi. Lối chơi leo rank thì anh nghĩ như thế là hợp lý nhất. Còn nếu mà anh em muốn chơi để trải nghiệm thì không nên chơi kiểu đấy. Đang leo rank nên là mình hướng tới cái việc là ghép đồ sớm xong rồi giữ máu để lo đánh nhau. Xong rồi lên cấp xoay 4 tiền thì những con 4 tiền nào mạnh thì anh em mình đánh thôi. Đúng, hợp lý. Chỗ này anh em mình flex affair nhé anh em ơi. I trust you. Địch luôn anh em ơi. For like a fan. Chào Phong Đàm nhá. In a fair we trust. À, Afe cùng ha. Afe rô 6 ha. Ui, cũng toàn Afe thôi anh em, khác từ đâu, cùng một lò với anh em mình cả. Nhìn đi nhìn lại tôi thấy toàn Afe Liot anh em ơi. Còn nào giàu hơn là lấy bú thôi. Mỗi anh em mình thôi. Chú fit. Anh em béo già thế. Phần like, em fit phần like. Phần like, phần like. Đúng rồi, anh đang đánh sơ nữa hả?
phong cách này tôi thấy vẫn đang hợp anh em ạ, nên là cứ đánh đi. Không biết là lên rank cao hơn thì cái phong cách này nó còn hợp không, nhưng mà cái phong cách này tôi thấy vẫn đang hợp. Nhưng là cứ triển khai đi. Ai da, nhiều đôi quá đại ca ơi. Biết chùm Afe Liot không? Mày tầm mày tôi xoay cái bài Afe này kiểu là nó kiểu quen tay quá rồi, như kiểu anh em xoay TF luôn đấy. À đâu? Như kiểu là StreamNet xoay TF ấy. Như một thói quen rồi. Đẹp rồi con gì? Thiên thần Thái đã donate 100.000 để mua mì gói tháng này. Em tiên fan gửi thầy bát phở. Cảm ơn Thiên thần Thái nhiều nhá, cảm ơn em nhiều nhá. Giờ làm mấy cái bốc đồ thôi, là đẹp rồi đúng không? Làm cái diệt nữa thôi, cái diệt với mấy cái bốc đồ nữa thôi, có một panorama mà. Mất thiên thần Thái nhiều nhá. Cứ level 7 mà roll thôi anh em ơi, cần gì phải nghĩ nhiều. Cứ level 7 mà chúng ta tiến hành thôi nhờ. Ổn ha. Level 7 tiến hành ha. Level 7 tiến hành thôi. Ui dồi. Ông này khác gì đâu, 4 xe ke cái gì ghê ghê thế. Đại ca Garen cũng có tuổi đấy, Garen cũng có tuổi đấy. Bạn bị kinh rồi. Nhiều đồ vãi. Có còn 100 máu không? Một chút tốc bộ 100 máu hả? Ô, đã ấn băng rồi. Ra mẹ ấn băng tộc này em ấy. Bốn phần... Ui giời ơi. Top 1 100 máu perfect. Win trick 20 hay mấy đây?
Perfect game. Gà lên 2 thì đi. Gà lên 3. Hay à. Hay à, gà lên 3. Lên ba mạnh nhỉ. Gà lên ba. Gà lên ba mạnh ghê ạ. Kiếm súng ánh sáng à. Anh chọn Poro em ạ. Ba yếu thế. Cả lên 4 đi ăn anh em ơi. Cả lên 3 hơi yếu. Ông này cố gắng lên cả team 3 sao xong rồi luôn con cả lên 4 đi ăn. Cả lên 3 để đâu hút. Này được có hai rank thôi, cùng lắm lên được vàng ấy.